Bình An bất ngờ nói lời thề non hẹn biển với Phương Nga trên sóng truyền hình trực tiếp. Mới đây, cộng đồng mạng thích thú truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh Phương Nga e ấp khi được người yêu điển trai Bình An tỏ tình ngay trên sóng trực tiếp. Sự lãng mạn ngọt ngào của Bình An khiến nhiều cô gái phải ghen tị với người đẹp Phương Nga. Cụ thể, Bình An Phương Nga được giao nhiệm vụ trao giải thưởng bài hát của năm. Khi bước lên sân khấu, Bình An chẳng ngại ngần nắm chặt tay Phương Nga, đồng thời mượn luôn sóng truyền hình để bày tỏ. Mợ này, cậu từng nói với mợ sẽ cùng nắm tay nhau đi khắp thế gian này, và ngày hôm nay rất vinh hạnh đối với cậu khi được nắm tay mợ để cùng trao giải bài hát của năm. Đây là lần đầu tiên Bình An và Phương Nga cùng nhau xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp và ghi dấu ấn bởi màn tỏ tình để đời. Đáp lại tình cảm của người yêu, Phương Nga bật cười. Cảm ơn cậu, vô cùng hạnh phúc. Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ mượn sóng trực tiếp để tỏ tình, nhưng cách làm vừa tinh tế, lãng mạn và không ảnh hưởng quá nhiều đến thời lượng của chương trình khiến nhiều người tán dương và dành nhiều lời chúc cho cặp đôi. Bình An, Phương Nga là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại. Cặp đôi đã hẹn hò từ khi Phương Nga chưa là Á hậu Việt Nam. Sau công khai, cả hai thường xuyên đi du lịch và công khai dành cho nhau những hành động lãng mạn. Người hâm mộ đang mong chờ một cái kết đẹp của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này. Bật mí chuyện tình cảm lãng mạn như ngôn tình của Á hậu Phương Nga và nam thần Bình An. Cách đây 5 tháng sau khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 khép lại, cũng là thời điểm tin đồn Phương Nga hẹn hò Bình An bắt đầu rộ lên. Và đúng dịp lễ tình nhân 2019, cặp uyên ương quyết định công khai tình cảm, nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Khi tin đồn rộ lên, cả Phương Nga và Bình An đều né tránh, nhắc trực tiếp đến chuyện tình cảm. Á hậu 9X thậm chí còn trả lời phỏng vấn cô chưa có bạn trai. Tuy nhiên trên Instagram, Bình An đăng tải khá nhiều khoảnh khắc tình yêu lãng mạn, giấu mặt với bạn gái. Từ các bức ảnh nắm tay, đeo nhẫn đôi, mặc áo đôi, thậm chí ảnh chụp từ sau lưng, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện cô gái bí mật có nhiều điểm tương đồng với Phương Nga. Bình An thừa nhận anh là tiếp người cực kỳ lãng mạn, luôn đánh dấu tình yêu của mình bằng những kỷ niệm, những gì ngọt ngào nhất. Không chỉ ghi nhớ từng ngày bên nhau trên story, nam diễn viên cũng thường chia sẻ những dòng trạng thái được ví như ngôn tình. Đến giữa tháng 9, cả hai lộ ảnh mặc áo đôi chụp ảnh ở sự kiện. Phương Nga cười rạng rỡ bên Bình An, song nam diễn viên điển trai vẫn từ chối chia sẻ. Anh cho rằng đây là chuyện riêng tư, khi nào cảm thấy thích hợp sẽ tâm sự sau. Dịp Tết Nguyên Đán mới đây, Bình An lại đăng ảnh bên cô gái giấu mặt kèm chú thích. Năm mới bất khóc nhè nhé công chúa của anh. Nhìn vào khuôn miệng, nhiều người cho rằng cô gái ấy rất giống Á hậu Phương Nga. Điều đáng chú ý là Á hậu 9X cũng bình luận bên dưới bức ảnh với thông điệp khá ẩn ý. Không muốn thấy thì đừng share chứ. Sau bao nhiêu tò mò, đồn đoán, cuối cùng cặp uyên ương quyết định chọn ngày lễ tình nhân để công khai đang yêu nhau. Cách họ nói về nhau, thể hiện tình cảm vẫn rất ngôn tình khi gọi nửa kia là công chúa và hoàng tử. Trong bài phỏng vấn hồi đầu tháng 10 năm 2018, Bình An đã dành rất nhiều lời có cánh khi nói về bạn gái. Lúc này, anh không khẳng định cũng không phủ nhận chuyện yêu Phương Nga. Anh tiết lộ quen bạn gái từ khoảng năm 2017 và anh bị chết vì nụ cười của đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua chia sẻ của Bình An, không khó để nhận thấy anh và nửa kia rất tâm đầu ý hợp. Nam diễn viên thậm chí còn nhắc đến chuyện đám cưới. Tôi chỉ có thể khẳng định tôi đang hạnh phúc với tình yêu của mình. Nếu hai người cùng chí hướng, cùng quan điểm, biết đâu đến tháng 9 âm chúng tôi cưới, nhưng chưa biết tháng 9 năm nào thôi. Nam diễn viên mối tình đầu, quan niệm trong tình yêu, anh không để ý chuyện ai nổi tiếng hơn ai, chỉ quan tâm tình cảm hai người dành cho nhau. Anh tự tin bản thân có thể là chỗ dựa vững chắc cho bạn gái. Không chỉ những cô gái trong showbiz mà bất kỳ cô gái nào cũng vậy, họ luôn muốn tìm được một người đàn ông yêu mình, một người đàn ông làm chỗ dựa vững chắc để xây dựng một gia đình yên ấm. Về khoảng này thì tôi hoàn toàn tự tin, đó cũng là hình ảnh mà tôi muốn hướng đến. Lâu nay tôi đã là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, thì tôi tin bạn gái tôi cũng sẽ yên tâm mà dựa vào, Bình An bộc bạch. Trước câu hỏi về chuyện yêu một cô gái showbiz sẽ không bền chặt, Bình An nói tôi sẽ luôn sống hết mình với công việc, với tình yêu. Giả sử khi hai người không thể đi tiếp cùng nhau, thì đó vẫn là những kỷ niệm đẹp và bản thân mình không hối hận. Á hậu Bùi Phương Nga chính thức lên tiếng về nghi án đám cưới với bạn trai Bình An. Sau một thời gian dính tin đồn hẹn hò, Bình An và Phương Nga đã chính thức công khai mối quan hệ vào ngày Valentine. Chuyện tình của cặp đôi này nhận được sự ủng hộ của bạn bè và người hâm mộ. Cách đây ít ngày, dư luận cũng xôn xao trước thông tin Bình An và Phương Nga sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 năm 2019. Cùng lúc đó, clip Bình An từng đưa bạn gái đi thử váy cưới kèm theo dòng chú thích lạ.
Báo sắp cưới mà không ai tin, cách đây 8 tháng được khai quật, khiến đồn đoán về chuyện đám cưới của cả hai càng rộ lên. Mới đây, Phương Nga tiếp tục đăng hình ảnh đẹp cùng bạn trai trên trang cá nhân cùng lời chia sẻ. Đính chính không phải ảnh cưới nha các bác. Bên cạnh đó, Phương Nga cũng cho biết việc đám cưới với Bình An là chuyện của tương lai. Chắc đó là câu chuyện của tương lai xa nữa, chứ hiện tại tôi đang muốn tận hưởng nhiều hơn cuộc sống độc thân. Sẽ có những việc mình chỉ có thể thực hiện khi mình còn trẻ và chưa có gia đình. Vậy nên tôi vẫn mong không muốn lấy chồng quá sớm đâu. Trong khi đó, diễn viên Bình An lại ấp mở. Tôi sẽ cưới vào tháng 9 âm, còn năm nào thì chưa biết. Nam diễn viên chạy trốn thanh xuân tiết lộ vì ở quê bạn bè đều đã yên bề gia thất nên gia đình cũng sốt ruột. Thời gian qua anh thường xuyên bị gia đình, bạn bè hỏi thăm về dự định kết hôn. Những lúc như vậy anh thường giải vây cho bản thân, anh thường đùa lại bằng những câu trả lời hài hước. Không phải Hari Won, đây mới là nàng dâu được mẹ chồng cưng nhất showbiz Việt. Mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề nổi cộm trong hôn nhân. Đó cũng là lý do càng nhiều cô gái trẻ lựa chọn độc thân vì ngại sống chung với mẹ chồng. Bởi là một người vợ đảm đang công việc không xuể, còn phải gánh thêm trọng trách phục tùng mẹ chồng chẳng dễ dàng gì. Mặc dù xã hội ngày càng hiện đại, các bà mẹ cũng hiểu ý và dễ dàng hơn, song vấn đề cư xử với mẹ chồng vẫn làm các nàng dâu trẻ đau đầu. Tuy nhiên có lẽ làm dâu lại quá dễ dàng với hai nàng dâu trẻ trong VBiz, Hari, Thủy Tiên. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước cách đối xử của mẹ chồng với họ. Kết thúc đầy viên mãn với đám cưới cổ tích vào cuối năm 2016 sau tình yêu đầy sóng gió của Hari Won và Trấn Thành. Là người ngoại quốc, không quá am hiểu về tiếng Việt hay văn hóa, lối sống của người Việt Nam, Hari Won khiến nhiều người lo ngại khi làm dâu xứ người. Hari Won chấp nhận bổn phận làm dâu và quyết định sống chung với gia đình chồng từ sau kết hôn, sau mỹ nhân vô cùng nhàn nhã khi được làm dâu của mẹ Trấn Thành. Hari chia sẻ về quyết định của mình. Tôi không ngại sống chung với mẹ chồng, bởi cô muốn được nhìn thấy mọi người vây quần bên nhau sau ngày dài làm việc và hưởng sự ấm áp của tình thân mang lại. Từ trước và sau khi lấy chồng, Hari Won luôn có mối quan hệ rất tốt với bố mẹ của Trấn Thành. Còn nhớ mẹ Trấn Thành từng đích thân ra sân bay tiễn con trai và Hari Won trước khi cả hai kết hôn. Đặc biệt, mẹ chồng Hari Won là người phụ nữ rất hiền lành và sống tình cảm. Bà rất cảm thông cho nghề nghiệp của con dâu, luôn bận rộn chạy show nên không có nhiều thời gian cho gia đình. Mẹ chồng rất thông cảm cho nghề của cô nên chưa bao giờ lên tiếng la rầy trách mắng, bảo cô sao con không làm cái này, sao con không làm cái kia. Không chỉ thông cảm, Hari Won còn cho biết bà chăm sóc, quan tâm đến hai vợ chồng rất nhiều. Mỗi buổi sáng cô đi làm, mẹ chồng cô luôn nhắc cô uống một ly nước lọc cho tốt trước khi ăn sáng. Hari Won bảo cô xúc động và cảm nhận được tình cảm của mẹ chồng quan tâm đến mình, mặc dù thời gian ở bên bà nói chuyện và tâm sự không nhiều. Hơn nữa, cô quá may mắn khi có bố chồng cực xịn, bởi trong nhà bố là bếp chính và mỗi bữa cơm đều có bà chồng lo liệu. Mỗi khi cô con dâu được xả hơi, ông vẫn tình nguyện vào bếp và để đứng xem không có cho can thiệp vào. Nữ ca sĩ Thủy Tiên cũng là một trường hợp tương tự khiến khán giả rất ngưỡng mộ khi có một người mẹ chồng vô cùng tâm lý. Mẹ chồng Thủy Tiên từng khá e ngại với con dâu là nghệ sĩ như Thủy Tiên, vì trước khi bà chỉ mong con trai lấy một người nào làm nghề ngân hàng hay giáo viên để an nhàn và ổn định. Tuy nhiên, bà luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con trai mình. Dù giờ đây con dâu không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, mẹ chồng thay Tiên làm các công việc nội trợ, cũng như vô cùng thông cảm cho con dâu. Cũng vì Thủy Tiên là người sống bình dị, biết lễ phép, trước sau với mọi người, chứ không hề biểu hiện mình là một ngôi sao, nên cô vẫn luôn được mẹ chồng yêu quý và chăm lo như con ruột. Trong chương trình Sao Ánh Hào Quang, mẹ Công Vinh hết lời khen ngợi con dâu. Con dâu luôn chăm sóc tôi như mẹ ruột, dù xuất thân nhà nông nên không quen được chiều chuộng và hưởng thụ. Khi cô công khai những lần cô bị tổn thương, gia đình từng sợ nhà chồng sẽ coi thường cô, nhưng mẹ chồng thấu hiểu, luôn bên vực, động viên Thủy Tiên. Nó đáng thương, cần phải bảo vệ chứ sao lại trách nó. Bà luôn nói vậy khi có ai dè biểu về con dâu. Vượt qua những trở ngại về nếp sống, văn hóa vùng miền, Thủy Tiên dần chinh phục được mẹ chồng, được bà thương như con gái. Nữ ca sĩ kể, Công Vinh luôn dặn cô dậy sớm phụ mẹ việc nhà, nhưng mẹ chồng lại mắng con trai, không cho gọi vợ dậy để cô ngủ thêm cho đỡ mệt. Tôi hay thức khuya sáng tác, thường 12 giờ trưa mới dậy. 9 giờ sáng anh Vinh gọi tôi dậy, mẹ liền la, mày để cho nó ngủ, chứ nó đi diễn về đêm hôm cực. Chừng nào nó thức thì để mẹ nấu cơm cho nó ăn, đừng có chọc nó. Hiện tại cuộc sống của đôi vợ chồng rất viên mãn và đủ đầy. Thủy Tiên hài lòng với những gì cô đang có.
Một gia đình đầm ấm với cô con gái xinh xắn và đáng yêu, ông xã hết lòng thương yêu vợ và một mẹ chồng rất tâm lý.